thích quân. Hôm nay Nam Quang nhận được cái tin là sẽ có một cuộc biểu tình ở trước Lee Sang-wook ở trên đường Bosa, biểu tình chống ông Chile của Lee Sang-wook nha quý vị nha. Họ đang cáo buộc là ông ta có dính dáng đến Cộng sản Việt Nam qua cái chuyện là ông ta đã bắt tay với lại ông thủ tướng của chính phủ Việt Nam là ông Phạm Minh Chính thưa quý vị. Thì ở trên đường này Nam Quang đang thấy là ở ngay trước tiệm Lee Sang-wook, ngay trước tiệm Lee Sang-wook này đã có những cái người đồng hương của chúng ta đứng biểu tình thưa quý vị. Đó. Đó, trước cái chỗ của Lee Sang-wook là Gia, xin chào anh, thưa anh. Đó. Đó, đã có những người, đây là những cái sign nói là No Việt Cộng Lee Sang-wook. Còn ở bên này là đã đảo tên Việt Giang Lê Chiêu thưa quý vị. Đó hình đây ở trên này quý mình có thể thấy được là hình ông Chiêu Lê đang bắt tay ông thủ tướng Cộng sản Việt Nam. Đó là Lee Sang-wook thưa quý vị. Đó. Thật sự ra là như là ông Chiêu Lê mình có một thấy có hình cái mũi tên đó quý vị, chỉ vô ông Chiêu Lê. Ông Minh Cạch đứng bắt tay nhưng mà ông Chiêu Lê cũng có ở trong hình. Đó. Ở bên này nói là ông Chiêu là trader có thể có gọi là phản bội đó quý vị. Đó, đó. Nói chung là gì ạ? Vàng thau lẫn lộn, không biết đâu được mà lần. Đó quý vị thấy là Chiêu Lê Sang-wook a trader. Bên này cũng vậy luôn, Chiêu Lê Sang-wook phản bội trader. À. Bên này phản bội Chiêu Lê. Đó mình thấy rõ ràng cái hình ở đây. Ông ở chính giữa đó là ông thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam Cộng sản, và ở bên kia có cái hình cái mũi tên chỉ vô đó quý vị. Đó là ông Chiêu Lê. Thì thưa quý vị, đó. Ở bên này. Ở bên này mình thấy chúng ta thấy được là anh Kiệt là một trong những người đấu tranh chống cộng ở lúc mọi nơi. Thưa anh, hello anh Kiệt. Anh dạ vâng, dạ xin anh cho một vài ý kiến tại sao anh có mặt ở đây mà anh đang biểu tình phản đối ông Chiêu Lê thưa anh. Đang ở đây gọi là Chiêu là tên phản bội hả? Dạ vâng. Xin chào anh Đăng Quang. Nói gì nói cho một giây. Không, nói bao nhiêu cũng được. Chỗ nào mình Kiệt đi biểu tình chống Việt Giang là tôi sao gặp anh Nam Quang hoài á. Dạ, lúc nào Nam Quang cũng có mặt hết anh, thưa anh. Dạ, kính thưa quý đồng hương, tôi là Quỳnh Kiệt, là một trong những người đấu tranh chung với anh Ngô Kỷ, tôi là tổ chức chống Việt Cộng Việt Việt Giang. Nơi nào mà những nhà doanh nghiệp ở nước Mỹ này mà bắt tay với Cộng sản Việt Nam mà làm ăn là chúng tôi có mặt tới đây để mà tiêu diệt, giống như là tên Ly này có thể tôi nói là cái tên thứ hai khóa bùi thứ hai, đó là bắt tay với Cộng sản Việt Nam, do đó là chúng tôi có mặt ở đây hôm nay. Bây giờ mình ra đây để cho nó đỡ ồn chút xíu được không anh ạ? Dạ, vâng, xin anh cho biết kiến thêm ạ. Dạ, anh xin anh giúp biểu thứ ạ. Dạ, thì tôi không, tôi mục đích tôi ra đây là tôi chống lại cái tên Việt Giang Lê Chiêu này nè. Tên cũ ở sông Ít này nè. Không may là có cái một cuộc cuộc mà nó gọi tiếng Mỹ đó là campaign, vận động dân biểu cho
cô Tiểu Ban là cái cô Lê Thị Thu Hòa này thì thật sự tôi không quan tâm, thì tôi thấy có người Việt mà bật trẻ con em tôi người quốc gia mình, người mà gọi là mang tiếng trời vàng 300 đỏ, thì tôi cũng có thể nói là tôi quan tâm, tôi cũng đồng ý với cô. Tuy nhiên thì thật sự cái vấn đề mà họ ra ứng cử thì họ đi xét với đồng bào hứa hẹn rất là nhiều đó, thì khi mà họ được rồi đó thì họ sau lưng họ lại là có sự phản bội lại cộng đồng người Việt mình rất là nhiều đó. Giống như bác Bùi Đại Khái được thì cô này mà nếu dân biểu mà cô đang phục vụ cho tức là con chịu được yểm trợ của cái này thì ngày nào đó cổ cũng sẽ đem cái là một cái khối thương mại ở bên Việt Nam qua rồi cộng sản Việt Nam sẽ có mặt đầy ở trên cái lý do sự hồn chúng ta. Do đó thì tôi không chốc, nhưng mà tôi cũng chỉ cảnh, đây là lời cảnh giác của tôi. Nếu mà cái cô này mà sau này mà ứng cử mà thắng rồi mà phản bội ra cộng đồng rồi thì thật sự tôi phải giật mặt cô ta. Tại vì cô ta dân chủ thì cô ta cũng có cái chủ trương của cô ta là cho phá thai. Và phá thai là cái vấn đề của bào, nó cần có những cái tế bào trẻ em để mà nó làm những cái thuốc gọi là trường sinh, giống như cái bà policy này, bà già gần 100 tuổi mà bà vẫn khỏe mạnh là bà uống cái thuốc này. Nếu ngày nào đó mà bà không uống ấy, thì bà sẽ chết, do đó bà cũng ủng hộ phá thai đó. Chúng ta hãy cảnh cáo cái cô Thu Hòa này, mình là người Việt Nam không bao giờ giết những đứa em mà sơ sinh mà chưa ra khỏi bụng mẹ. Đó là lời chúng tôi hôm nay có mặt. Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Vâng thưa quý vị, hình ảnh anh có thể nói một chút xíu sơ về cái hình ảnh là ông đây hình ảnh gì không thưa anh? Dạ thì thưa anh, thì nói cái kỹ hơn nữa, nơi nào mà cộng sản Việt Nam qua giống như tên thủ tướng cộng sản Việt Nam đi qua bên Washington DC, tôi cũng có mặt tại bên đó, tôi có mặt hết. Và khi mà ông ta lên tới Boston Massachusetts để mà họp với cộng đồng doanh nghiệp của Việt Nam ở Mỹ, tôi cũng bay lên đó để chống đối, phản đối của những tên cộng sản Việt Nam không muốn có mặt ở Mỹ. Và sau đó ông bay về Sanico thì tôi cũng đợi ở Boston, tôi bay về Sanico và tôi cũng chống cái tên thủ tướng Phạm Minh Chính này. Thì hình ảnh đây là hình ảnh của tên Lê Chiêu bắt tay với một cái đám cộng sản Việt Nam qua là thủ tướng Phạm Minh Chính cộng sản Việt Nam. Tôi không có gọi đó là chính phủ mà nó là nhà cầm quyền độc tài cộng sản Việt Nam, đó là tôi phải chống. Đó là hôm nay tôi có mặt ngày hôm nay. Vâng, hồi nãy anh có nói một xíu về cái chương trình cái nhà ở phía sau lưng của chúng ta là cái cô Thu Hà. Anh có nói về chuyện là cô Thu Hà là người mà ủng hộ phá thai đó, thì xin anh nói lại một nữa về chuyện này thưa anh. Thưa thì anh, người Mỹ thì nó khác với người Á Châu mình. Người Á Châu mình, người Việt Nam mình là lúc nào hơi phụ nữ rất là không có những cái cảnh mà gọi là phá thai, nó cứ là coi như khi những đứa bé mới còn có bụng 3 tháng, 2 tháng, 6 tháng thì ngay cả 8 tháng họ cũng phá thai. Không là văn hóa của Việt Nam không bao giờ chấp nhận phụ nữ như phá thai như thế. Mà hiện tại một số phụ nữ bên Việt Nam qua bên biển này là họ đã gia nhập vô một cái đảng gọi là đảng dân chủ, tức là cái đảng luôn cần có những tế bào của trẻ em trong bụng để chi, để họ dùng đó họ bào chế là những cái loại thuốc mà trường sinh. Do đó chúng tôi vẫn chấp cô Thu Hà này, cô dân chủ thì cô đã cũng chấp nhận rằng đó là sự phá thai là yes, mà tôi phá thai tôi là sẽ no, chứ không được phá thai. Do đó tôi cũng nói sơ về cái cô Thu Hà này, tôi không chống cổ, nhưng mà tôi chống cái tên Việt Nam này. Nhưng mà hôm nay rất may là có cổ ở đây. Thưa anh, như vậy thì vâng, thưa quý vị, ở đây chúng tôi thấy có cô Nancy, cô cũng có mặt ở trong cái cuộc biểu tình để mà gọi là chống
không? Chúng ông Chiêu Lê. À, thưa cô, xin cô phát biểu cho 17 tiếng à. Một vài câu thôi. Chống mấy người mà phản bội cộng đồng. Chống mấy người phản bội cộng đồng. Vậy thôi. Nhưng mà là cô cho là ông Chiêu Lê, cái người mà bắt tay với lại ông đây ông này nè. Như vậy là bất cứ người nào mà bắt tay với lại những cái người nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam là mình chống hả cô? Là phản bội hả? Đúng rồi, phản bội nó chống là chống, cái nói gì hết ta. Phản bội là con cứ chống thôi, ra biểu tình cứ chống hoài vậy thôi. Dạ. Yeah. Cảm ơn cô Nancy. Vâng, thưa quý vị, ở góc đường đây đã ở đây Chiêu Lê Sandwiches phản bội Trader. Để zoom là chút xíu để cho quý vị coi nha. Vâng, tôi nói là quý vị khán giả thì để quay lại đây thưa quý vị, là cái thời gian vừa qua thì Nam Quang cũng có thấy xuất hiện ở trên Facebook và trang True Media có rất là nhiều những cái quảng cáo và những cái hình ảnh mà quý vị thấy ở phía sau lưng Nam Quang ở trên những cái bảng hiệu đó. Những cái poster mà những cái người biểu tình này đang để nè quý vị. Thì quý vị có thể thấy được là ở trên Facebook có rất là nhiều hình ảnh về ông Chiêu Lê đang được Thủ tướng Phạm Minh Chính của Cộng sản Việt Nam đang tiếp đón, mà có thể thấy là có vẻ là vui vẻ và trọng thể lắm thưa quý vị. Thì và hình ảnh này hôm nay là được đem xuống đường. Lần trước chúng tôi chỉ thấy là nó nằm ở trên Facebook và nó nằm trên YouTube với lại trên trang mạng thôi, nhưng mà bây giờ là đã được đồng hương xuống đường để mà đem những cái hình ảnh này ra để có thể mình nói là đây là những cái thông điệp của những cái người biểu tình này muốn đồng hương của chúng ta thấy được cái việc mà ông Chiêu Lê và ông Phạm Minh Chính Thủ tướng Cộng sản Việt Nam mà gọi như là gặp gỡ nhau thưa quý vị. Thì vâng quý vị, đây Lisa Lewis ở phía sau thưa quý vị, Lisa Lewis ở phía sau đó. Và quý vị thấy trong cái bài tập kinh của Lee Sanders thì có một cái buổi văn nghệ của cô Minh Thị Huyên Thu Hà, là người mà đang đối đầu trực diện với lại ông Thị Trưởng Đoàn Đức Chí. Một cái kinh nghiệm ca nhạc vào ngày hôm nay là thứ bảy mà thấy có lời từ chỉ có vài người tới thì là mình thấy là nó đang là cái lực lượng của người Việt Nam của chúng ta, đồng hương của chúng ta không có ủng hộ Thu Hà, và vì Thu Hà là ứng cử viên của đảng Dân Chủ thưa quý vị, và cô là cái người mà đứng ra chống tổng thống Trump và đảng Cộng Hòa ra mặt một cách rất là mạnh mẽ. Cho nên là đồng hương của chúng ta, người Việt Nam Cộng Hòa, không bao giờ chấp nhận đảng Dân Chủ của ông Joe Biden cả thưa quý vị. Cho nên là quý vị thấy là ở đây rất là tốt nghiệp, hầu như là không có ai ra hết, chỉ có rất có cái bàn người bạn của cô Thu Hà và thuộc đảng Dân Chủ của cô thôi. Mình thưa quý vị, trong cái cuộc bầu cử sắp tới mình nghĩ là đồng hương của chúng ta sẽ dồn hết phiếu, chúng ta sẽ dồn hết phiếu cho ông Thị Trưởng Chí Tà. Cảm ơn các bạn, hãy subscribe.
vụ biểu tình đây thưa quý vị. Đó. Sài Gòn ở trên đường Bô Sa, ở trên đường Bô Sa vào chiều ngày thứ bảy thưa quý vị. Thấy rất là thanh bình quý vị ha. Và phía xa xa ở bên kia quý vị có thể thấy được cái chỗ mà cái lá cờ cánh đó, đó là chợ đêm Phước Lộc Thọ đó, thường là chợ đêm mở ngày thứ sáu thứ bảy chủ nhật. Thưa quý vị, những quý vị đồng hương biểu tình ở trước Lý Sơn Quýt có những cái khẩu hiệu đã đảo Lý Sơn Quýt thì đã đảo Chile. Thì đây thưa quý vị, đây anh có sự tác nghiệp của anh TD Media Mai Tiến Dũng. Thưa anh Tiến Dũng, hồi nãy giờ anh thấy cái vụ biểu tình này như thế nào thưa anh? Thưa quý vị, Tiến Dũng mới tới đây thôi, và nãy giờ thì cũng có hỏi những người có mặt ở đây, họ nghĩ một việc là chống với những người thưa quý vị, cái cảm tưởng mà những quý vị mà đi dùng phỏng vấn là họ tới đây họ bày tỏ cái thái độ của họ chống với bên công ty Lee Sinh Quyết, mà người đứng đầu đó là ông Kiều đã làm việc với bên chính quyền cộng sản để thể hiện là kỳ ông Phạm Minh Chính qua Mỹ đây, cũng như là khi làm việc với bên cộng sản như vậy đó thì chẳng khác nào một hình thức tiếp tay nuôi dưỡng dung dưỡng cho chế độ. Đó là cái ghi nhận mà nãy giờ Tiến Dũng đã phỏng vấn những người có mặt ở đây. Xin cảm ơn Tiến Dũng. Hồi nãy giờ Nam Quang có thấy là thưa quý vị, bây giờ là để coi 7 giờ tối rồi ở đây mà cái chương trình này là chỉ có vài người thôi, thấy cũng tội nghiệp không quý vị ha. Thành ra mình thấy Cộng sản Việt Nam.
thưa quý vị, đó là cái sự kiện mà Cộng đồng Việt Nam ở khu vực phía Sài Gòn, thành phố Westminster. Đây là một trong những cái sinh hoạt của Cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở đây. Thường có những cái cuộc biểu tình chống cộng, thưa quý vị, và những người thân cộng. Thì ở đây chúng tôi chỉ có tường thuật thưa quý vị, chúng tôi tường thuật cái sự kiện là quý vị là những cái người mà quyết định là cái chuyện đúng hay sai nha quý vị nha. Ok. Chúng tôi xin rồi Nam Quang xin tạm biệt quý vị khán giả đây và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp. Quý vị, nếu như mà quý vị muốn xem tận mắt những cái cuộc biểu tình của Hội đồng hương Việt Nam của chúng ta ở khu vực Liên Sài Gòn thì xin mời quý vị ra góc đường ở phía sau lưng của Nam Quang là góc đường Vô Sa và Hồ Rang. Quý vị thấy là cái bản thân đường ở phía trên đầu của Nam Quang đó. Ra đó thì chúng ta sẽ được mục đích cái cuộc biểu tình của cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở đây, biểu tình chống ông Chiêu Lê, chủ nhân của hệ thống bánh mì Lee Sandwich nha quý vị nha. Rồi, cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều và xin hẹn gặp lại. Nông sản ở Việt Nam đó thì những người hưởng lợi đầu tiên đó là những người nông dân, những người trực tiếp làm ra những cái sản phẩm đó, thì nhẽ ra chúng tôi mừng rằng người dân Việt Nam có công ăn việc làm nhiều hơn chứ chú. Anh nói gì đó tôi nhận đúng. Tuy nhiên tôi nói gì mình nhận đúng. Tôi biết rằng những cái sản phẩm ở Việt Nam là người dân Việt Nam có công ăn việc làm đúng, điều đó đúng. Tuy nhiên họ chỉ bóp tất cả nhà cầm vị nông sản Việt Nam, bóp lột người dân Việt Nam cái thành phẩm mà nó đem qua đây nó bán. Ví dụ như nó bán 10 đô, xin lỗi ở Việt Nam đó, cái người dân chỉ lấy 10 sen à, mà nó còn bị hành hạ đủ thứ, khổ lắm. Anh biết mà người dân Việt Nam nó khổ lắm, thì anh suy nghĩ cái nào nó đúng, cái nào nó lợi, cái nó lợi đâu cái chút mắt, nhưng mà anh không thấy cái hại của nó. Người dân họ vẫn đói, vẫn nghèo, vẫn khổ,
dám cày một ngày 10 tiếng, 12 tiếng, mấy cái đồng tiền bao nhiêu, ông tới 1 đô la, đi sản phẩm mới đem qua, anh biết nó lấy bao nhiêu, nó lấy cả hàng triệu đô la, hàng tỷ đô la, đúng không? Thì đó, anh phải nghĩ điều đó, anh phải nghĩ chúng mình có lợi. Cái lợi đó ok là cái lợi, anh thấy vậy thôi mà ai cũng nghĩ vậy á. Thì cái nhà công việc cộng sản mãi mãi buồn năm, đúng không? Mà tôi, chúng tôi không muốn cộng sản mãi mãi buồn năm, tôi muốn cộng sản sụp đổ. Thì tôi là nhà cách mạng, tôi là người lính Việt Nam Cộng Hòa, tôi mừng độ máu để gìn giữ quê hương. Nhưng mà không may về cái chiến trường quốc tế đó là nó bị ảnh hưởng, do đó tôi đành thua cuộc. Nhưng tôi vẫn là người lính của miền Nam Việt Nam. Tôi không phải những cái loại mà xin lỗi, tôi nói thẳng luôn là những số người rất là nhiều sĩ quan cao cấp ở Việt Nam Cộng Hòa bị nó bắt mang con đi tù mà vẫn nói là những người phải cải tạo. Anh nghĩ cái chữ cải tạo với đi tù là khác nhau. Cô đỡ anh bắt người, tôi là tù binh, và anh kêu tôi đi cải tạo tức là tôi đi hãy dựng bộ xuống anh, tôi phải đi học để đạo đức của cô thằng Hồ Chí Minh. Cải là gì? Cải cách con người, tạo con người theo cái hướng của Hồ Chí Minh. Chúng tôi không bao giờ dùng cái chữ cải tạo, chúng tôi phải dùng cái chữ người tù. Chúng tôi cũng là hãng đầu, chúng tôi cũng là hãng bỏ cuộc thì tôi còn sống. Ngày nào tôi còn sống, tôi vẫn là người lính của miền Nam Việt Nam và giữ quê hương Việt Nam. Cũng không là chuyện bất cứ chuyện, tôi không có hồn, tôi còn sống, tôi còn sống. Thưa chú, nói về công ty Lê Sinh Quyết á, thì kiểu như là họ là những người kinh doanh, họ những người thương gia. Nếu nói về thương gia, những cái sản phẩm của Á Châu này đó thì xung quanh mình thấy là mặt hàng của Thái Lan, của Đài Loan rất là nhiều, những cái nước đã nhập về đây. Thì nếu như ở đây mình trồng công ty Lê Sinh Quyết như vậy thì mình có gọi là công bằng với những doanh nghiệp khác hay không? Cái công bằng á, thì chú mắt á, sản phẩm của Thái Lan, sản phẩm của Đài Loan, anh nhìn thấy như vậy thực tế đó anh biết không? Sản phẩm của Việt Nam anh nhìn thấy nó như vậy chứ thật sự sản phẩm Việt Nam nó là sản phẩm của hàng đầu. Hàng đầu nó nằm đầy trong nước, nó có đầy đủ hết, nó muốn nhân công nó làm rồi nó tấp cái mặt mấy em Việt Nam sang qua đây. Anh nghĩ cái đó là, theo anh nghĩ cho mình như thế nào? Bây giờ thành Việt Nam, nhà công nghiệp Việt Nam cũng bị lợi dụng bởi thành tàu mộc, quýnh thành tàu mộc chậm là phải quýnh thành cộng sản Việt Nam trước. Cộng sản Việt Nam ra đi, chúng ta là cái thế hệ của người Việt ra thời gian 300 đỏ, lúc đó chúng ta nguy ngang quýnh thành tàu, lấy lại biển cả, lấy lại đất đai, lấy lại tài nguyên. Đó là ý nghĩa của con, mà cái lợi mà cái gì của Đài Loan hay của Thái Lan hay của Hàn, xin lỗi anh, nó cũng là cái sản phẩm của Việt Nam thôi. Mặt của nó là mặt Thái Lan, tuy nhiên nó cũng có mặt của Thái Lan. Nhưng mà bây giờ cứ như vậy hoài thì anh thấy 47 năm nó cũng vậy nữa, tiếp tục vậy nữa sao? Mình muốn giải quyết là một cái mấy hãng ăn nào mọc lên là quýt ông đại nhân thằng Việt Nam là một tên là tôi. Dạ vâng, nói vậy thì chú sẽ chống không những là không chiêu thôi mà tất cả ai những doanh nghiệp ở đây mà làm ăn ở Việt Cộng là chú sẽ chống. À, thấy không, cũng có nhà doanh nghiệp họ cũng mang người triệu phú mà họ đâu có làm ăn với cộng sản Việt Nam. Anh thấy không? Rồi thì anh thấy không? Anh thấy cái lợi của cộng sản Việt Nam. Tại sao dân Việt Nam nó là cầm quyền mà nó không nuôi dân Việt Nam, nó hở ra Việt Kiều, hở ra Bảo Lục cũng Việt Kiều. Anh thấy không lẽ bây giờ 47 năm nữa cũng vậy sao? Hãy đứng lên. Đây là cái lời kêu gọi của tôi, kêu gọi những người cộng đồng Việt Nam, những người đi mẹ cộng sản. Hãy đứng lên, đất nước cộng sản Việt Nam sắp sửa sập rồi. Vì cái chính trường Mỹ bây giờ là nó cũng muốn giải quyết Việt Nam. Mày theo tao hay là mày theo tao không? Nếu mày theo tao không là mày biết á, là mày chỉ là con quân của tao không? Nó không chạy Việt Nam muốn nó đi, nhưng không chưa có bài đáp. Nó đi rồi mà nó không có tị nạn được. Nó sắp nó có tị nạn được. Sắp mới những nước khác chưa nó tị nạn chính trị được. Đó là cái ý của tôi. Rất cảm ơn chú. Dạ. À, quý vị, ở đây thì cái bản chữ chú nằm ở đây thì quý vị nhìn thấy
truyền hình này thì cũng chỉ nhận ra ông Phạm Minh Chính, và có lẽ này là ông yêu. À, thưa quý vị, hiện tại thì Tiến Dũng vẫn còn đang có mặt ở trên đại lộ Mô Sa, bên kia là